có từ thế kỷ 17 vào thời Hậu Lê. Trải qua hàng trăm năm, miếu Bó Puông tại xã Lê Lợi, huyện Thạch An vẫn linh thiêng, trường tồn đến ngày nay. Trong đời sống văn hóa tinh thần, người dân ở Cao Bằng chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Chính vì vậy, họ luôn giữ tín ngưỡng thờ thần nông. Bà con nhân dân luôn cầu mong mưa thuận, gió hòa. Từ đó đã hình thành nên tục cúng thần nông, vị thần tương truyền là người đầu tiên đã dạy người dân trồng lúa. Và người dân tại xã Lê Lợi, huyện Thạch An cũng vậy. Trong tâm thức của người dân nơi đây, thần nông là vị thần chăm lo việc trồng cấy để mùa màng tươi tốt. Vì thế, việc thờ cúng thần nông trở thành một nét văn hóa đặc sắc trong nền văn minh lúa nước từ bao đời nay ở mảnh đất này. Về giá trị và ý nghĩa của ngôi miếu là thờ thần nông, thì theo cái tiềm thức của người nông dân ấy, thì thần nông là một cái vị thần là trong nông nghiệp, thì người dân mong muốn là thờ vị thần này để cho cầu cho cái mùa màng được tươi tốt, được bội thu, nhà nhà cũng đều được no ấm hạnh phúc. Do vậy là hàng năm thì là rất đông bà con cũng như là ở địa phương cũng như là ở các cái xã lân cận là đến chảy hội, và đặc biệt là vào ngày mùng 1 với lại ngày rằm hàng tháng ấy, thì một số người dân thì người ta vẫn theo cái nhu cầu tâm linh, người ta vẫn đến mang đồ lễ đến thắp hương và cũng cúng và thắp hương và cũng mong muốn những cái điều may mắn tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình. Miếu Bó Puông đã có gần 400 đến 500 năm, có diện tích gần 5m² và hơn 1000m² khuôn viên. Trước đây, vào mùa lễ hội, dân làng mời thầy Mo làm lễ cầu mùa màng cho nhân dân với phần lễ là các sản vật của địa phương. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngày nay ngôi miếu còn lưu giữ những dấu tích xưa như 4 tảng đá kê chân cột được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tường được xây bằng gạch vồ vững chắc, cùng gắn với lễ hội xuân mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lúc đầu ấy thì khi mà xác định ấy thì không ai xác định được là được xây dựng từ thời điểm nào. Tuy nhiên thì sau khi mà được khôi phục rồi thì có đơn vị là bảo tàng tỉnh và một số cái cơ quan chuyên môn của tỉnh nữa đến khảo sát, sau đó là xác định những cái di tích còn sót lại thì xác định là có từ thời thế kỷ 17, thời Hậu Lê. Và cái miếu này thì qua xã hỏi các cái cụ cao niên trước đây thì là từ nhỏ thì các cụ đã được thấy cái miếu này rồi, và hàng năm ấy thì ngày mùng 8 tháng Giêng ấy là miếu được tổ chức lễ hội. Thì cái phần lễ hội thì gắn với có hai cái phần là phần lễ và phần hội. Thì phần lễ thì thường là cúng xôi, gà, bánh và một số cái sản phẩm của nông dân như là hạt bí, hạt ngô, rồi là một số cái những cái sản phẩm nông sản của nông dân để cúng. Sau đó là đến phần hội, thì phần hội là gắn với các cái hoạt động như là hát thi, hát lượn, rồi là kéo co, tung còn, rồi là đánh cờ tướng, cờ người, vân vân. Tuy nhiên thì đến khoảng năm 1960 ấy, thì theo các cụ kể lại ấy, thì thời điểm đấy là lễ hội là dừng tổ chức. Với cái lý do dừng tổ chức ấy là cũng theo các cụ kể lại là thời điểm kinh tế xã hội của đất nước cũng như là của địa phương lúc đấy là cũng có những cái khó khăn tác động, rồi là các cái thanh niên theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu để đánh đuổi quân, đánh đuổi Mỹ và các cái quân xâm lược khác. Thế thì thời điểm đấy là đã dừng tổ chức. Thì trải qua khoảng hơn 50 năm thì cái ngôi miếu này thì cũng bị thời tiết cũng như là qua năm tháng thì cũng bị hư hỏng nhiều.
theo cái nguyên bản của miếu ấy thì là trước đây thì là mái lợp bằng ngói âm dương, rồi là cột xà hoành dui là toàn bộ là bằng bằng gỗ hết, đặc biệt là cái cột với lại xà thì là bằng gỗ nghiến. Thì trên thân cột này, rồi trên xà thì cũng chạm khắc hình long phượng rất là công phu tỉ mỉ. Cái chân cột đây bằng đá thì là cũng có các cái hoa văn nổi rất là đẹp. Thì sau khi đấy thì là sau khi được khôi phục rồi thì các nhà chuyên môn mới khẳng định là cái miếu là có từ thời điểm là thế kỷ 17. Thì cái ngôi miếu đấy thì cách trụ sở đảng ủy ủy ban xã khoảng 300 mét về hướng đông bắc, và cái diện tích của ngôi miếu thì có khoảng là 60 mét vuông. Hàng năm thì cái lễ hội gắn với các hoạt động tâm linh theo cái nhu cầu của người dân là người dân đến là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, cuộc sống được no ấm, được hạnh phúc, đồng thời cũng là cái thể hiện cái sức mạnh của cộng đồng làng xã đối với để chiến thắng thiên nhiên, cho cuộc sống được tươi tốt hơn. Với những giá trị đó, nhân dân cùng các cấp chính quyền địa phương đóng góp kinh phí và công sức để phục dựng lại lễ hội gắn với ngôi miếu. Năm 2016, di tích Miếu Bó Puông được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cấp phép tổ chức lễ hội, đến nay được công nhận là di tích cấp tỉnh để lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Ý nghĩa của ngôi miếu là phục vụ cái nhu cầu tâm linh của nhân dân ở tại địa phương đây, và có cả một số cái địa phương lân cận thì người ta cũng biết, cũng đến. Bởi vì là theo các cụ xưa kể lại cũng như rồi là qua truyền tai nhau ấy thì người dân nói là ngôi miếu rất là thiêng. Có một số còn nói là cầu gì được nấy. Cho nên là hàng năm là người dân ở tại địa phương thì đặc biệt là con em đi làm ăn xa thì đến ngày 8 tháng Giêng là cứ về để chảy hội bó puông. Sau đó là những cái người dân ở các cái xã xung quanh, kể cả mấy năm gần đây thậm chí cả ở tỉnh rồi là bên phía Lạng Sơn nữa, họ cũng sang để chảy hội. Và cái miếu này thì sau khi cái thời gian mà có một quãng thời gian bị dừng tổ chức ấy, thì đến năm 2014-15 ấy thì người dân đã đứng ra, và do là lúc đấy là cũng không có ngói và cũng không có một số cái vật liệu như là cột với lại xà, cho nên là người dân cũng đã lấy bằng sắt, cột sắt rồi là mái tôn để lợp tạm thôi. Và theo cái nguyện vọng của người dân thì xã cũng đã làm các cái thủ tục hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình lên ủy ban huyện, ủy ban tỉnh, và đáng tháng 1 2017 thì đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cấp phép tổ chức khôi phục lại lễ hội. Và từ đấy cho đến giờ thì đã cấp ủy chính quyền địa phương hàng năm ấy, thành lập ban tổ chức và đứng ra tổ chức lễ hội theo đúng với cái mục đích ý nghĩa của như là của ngày xưa, và cũng có phát triển thêm một số cái hoạt động như là ví dụ trưng bày các cái sản phẩm nông sản, rồi là bán các cái gian hàng, rồi là mở rộng thêm một số cái trò chơi ví dụ như là lấy cỏ, rồi là bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt lợn thế đấy. Rồi là đến năm 2020 thì được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, đặc biệt là các phòng cơ quan chuyên môn như là bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh thì đã làm các cái hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ theo quy định để trình xin ủy ban tỉnh để cấp bằng công nhận là di tích cấp tỉnh. Việc thờ cúng thần nông trở thành một nét văn hóa đặc sắc trong nền văn minh lúa nước từ bao đời nay. Với những dấu tích còn lưu lại, người dân trong vùng có một niềm tin sâu sắc về thần nông. Và mỗi người đi lễ luôn có tâm nguyện cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cầu nguyện cho sự phồn thịnh của quê hương với cuộc sống ấm no,
hạnh phúc.